Xin chào anh chị, em cô bác nhé. Hôm nay em thấy rau muống nhà em lên cao này, chắc chuẩn bị em sẽ làm một cái món nào mà có lẩu đi nhỉ, hay là món cái gì súp, có súp mà tha của Thái Lan, lẩu Thái nhỉ, ngon chưa nào, còn nước nó ra dài cho non nữa, ôi thèm quá mọi người. Cà pháo này, cà chả luôn này mọi người. Năm nay ấy, do thời tiết ấy, nó không có được nắng lắm. Năm trước ấy, thời tiết lên tới bao nhiêu là 40 độ luôn mọi người, cho nên cà pháo ra nhiều lắm. Năm nay thì trời thời tiết nó lạnh lắm mọi người, mặc dù là mùa trời trời gọi là gì nhỉ, mùa hè mọi người, nhưng mà mùa hè em thấy bên ăn ấy thì như là tầm trời mà mùa hè mà có khi 14 độ ấy, mọi người vẫn lạnh. Đây này, em cho mọi người xem cái này này. Đây này là củ su su, nó ra trái rồi mọi người này. Này mướp mà lạnh quá, em trồng nhà kính mà lạnh quá nó không lên nổ luôn mọi người, thấy không, chán nhờ, buồn quá. Em rất là quý cái mướp này nè, nhưng em thấy nó vàng rồi, nó lạnh lên rồi mọi người, buồn ghê chứ. Đấy, ngon chưa, em thích cái su su này. Ô, mọi người thấy không, ui cái bí bí nếp ấy mọi người. Su hào đây mọi người, em chỉ cho mọi người à, cái bí nếp của em này trái to chưa. Em nghe nói cái bí nếp này ăn nó thơm mà nó không có bị chua như cái bí bình thường, bí đao của mình mọi người. Đó, nó lại tròn nhé mọi người, trái chua to. Mày mới em sẽ vừa cho mọi người coi. Đây này mọi người, cây này là cây gọi là gì bên ạ, em quên tên rồi. Nó ra hoa này, nhưng mà chuẩn bị mùa thu rồi, đầu mùa thu rồi, cho nên em nghĩ không ra trái chắc năm sau. Cây này nó thấp lắm mọi người, chắc chưa tới 1 mét nữa, em trồng mới cậy lại cây thấp thôi. Đó, cây này em quên tên rồi, mọi người thấy là chồng em cao 1m89 ấy. Cây này nó cao không, em nghĩ là nó cao gần hơn 2 mét đấy mọi người, hơn 2 mét đấy, cái bắp ấy mọi người. Này em cho mọi người coi này, em cho mọi người coi này, cái bắp nó cao này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 trái này, 4 trái này, ghê không? Cây nữa này, cây này được 4 trái luôn, 1, 2, 3, 4 luôn, đã chưa? Cho mọi người thử lại cái bắp nếp này nha, em chưa biết là em thấy cái râu của nó này, xuống rồi này. Nó xuống rồi, nó ngã rồi mà không biết nó có được chưa ta, hay là để vậy nhờ. Nhưng mà em sờ vào em thấy không có hạt đấy, hay là em để vậy đi nhờ. Thấy cái râu nè, râu thường thường nó ra màu đỏ ấy thì được, hay là em để đấy chưa biết nữa. Em bóp vô thì không có thấy hạt nhiều lắm mọi người, mà cái cây này nè nó ngã vàng rồi, thôi em hái luôn đi. Bắp nếp ấy mọi người, nhưng mà như em đã nói là cái thời tiết chán lắm, không trồng được, ví dụ như là nó không có được nóng lắm mọi người. Em cho mọi người xem nhé, em nhờ mic, em nhờ cameraman của em. Con gì nó vô này, ghê chưa, em nghĩ là thất bại đấy mọi người, nhưng mà cái râu nó rộng rồi. Được, có hơn không mọi người, nhà được chưa, lần đầu tiên em trồng bắp nếp ở bên Hàn Quốc luôn mọi người. Đây, cũng được ấy nhỏ. Nếu mà ra này này em trồng em chỉ cho nước không có tưới gì vô luôn mọi người, cho nên cái bắp nhìn nó không có được ngon đấy mọi người, cho nước thôi, organic chứ mọi người. Được một bắp nếp. Rồi mọi người, em chỉ cho mọi người cái này luôn. Đây em hái cho mọi người coi cái bắp này là bắp vàng đấy mọi người. Râu nó rộng rồi, với lại mấy con sen nó ăn luôn đấy mọi người. Trời mùa mưa, mùa chuẩn bị lặn lặn nó mới trời mưa nữa. Được được này, đều chưa,
Cái này được nhá. Ui, cái này được. Non lắm mọi người, ngọt lắm. Đều nhờ. Được đấy. Để em cái này nướng mà hàn trầu ba chép một chép luôn. Để em hái thêm một cá nữa nhá. Cá là nó rụng mất. Cá là của con sen nó ăn hết rau luôn. Quên mang cái rổ đây. Con gì dê quá. Cái này cũng được này. Tại vì bắp của em là mấy cái cây này là em trồng organic là không có dùng hết chất gì luôn. Con sen ghê quá. Nó bồ nó ăn luôn mọi người. Ghê thật. Bứng luôn đi. Ghê quá. Cầm em bứng cái này đi. Cầm. Này tính đúng mơ hẳn. Ba chép bộ chép. Nó lên tới tận đây luôn rồi nè. Sên ấy. Ghê quá. Em hái thêm một quả nữa đi. Lux. Sên. Em cầm em cũng sợ nữa. Vậy sợ mấy cái con mềm mềm ấy ghê quá. Em nghĩ cây bắp này không được quá. Non mọi người ơi. Cái này non nè. Không được. Không được rồi. Đây mọi người. Thêm chán nữa. Tại vì trời này chuẩn bị mưa rồi mọi người. Lại mưa tiếp. Xê nó ăn nhiều lắm mọi người. Cây này được nó vàng ra luôn này. Hạt nó to này. Mấy con xê nó thấy sợ quá ghê quá. Quả. Thêm chán nữa. Còn chán nào nó hay. Còn chán này nè. Sợ sen quá. Đừng có vui quên nhá sen. Tụi nó nữa. Này con ốc. Đừng có dính dính vào tay ghê quá. Này cũng ngon. Nhưng mà không ăn này tụi nó cũng phá. Tụi nó cũng ăn mọi người. Này mòn non này thì mình làm súp cũng được nè. Cái này để sau đi. Nếu là không có ốc sen ăn cái này đâu. Không có sen ăn cái này đâu. Còn trái nào nữa. Trái nào muốn non. Đây em chiếu cho mọi người coi nhá. Dưa leo này to chưa. To mọi người. Này được này. Một trái. Trái bên đây nữa nè. Một trái đây một trái nữa. Cẩn thận. Come on. Trái nữa. Trái này nhỏ không ta. Trái này vẫn còn nhỏ nữa. Rồi. Bên đây cũng là dưa leo nhưng mà dạng này là dạng giói mọi người. Nhưng mà em thấy vàng như vậy là nó chịu không được lặn rồi. Cây này bữa nay em nhớ đây là cây này là cây lê nhá mọi người. Lê nó không như dạng tròn hơn. Bên đây là lê người ta ăn dạng hơi dài dài mọi người. Nhưng mà em thấy nó giòn nhưng mà cái độ giòn đó là giòn giống lê của Hàn Quốc thì không giòn bằng nhá mọi người. Nhưng mà nó ngọt. Đây em thích nhất là cái cây này của em này. Đó. Mày mỗi em sẽ review cái cây cây này quả này. Trời ơi chưa bao giờ ăn bí nếp mọi người. Em chỉ ăn cái loại bí đao của Việt Nam mà nó dài dài ấy. Bí nếp thì chưa ăn, nghe nói là nó ngọt và nó không bị chua như bí đao của Việt Nam mình đâu. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share và ủng hộ em nhé. Và đặc biệt là đừng quên, không quên bấm cái nút chuông để đón xem những video tiếp theo của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.